Ở giữa vườn mình có một cái tổ mối. Tổ mối này nó có mấy năm rồi. Mình vẫn cứ để nguyên kệ đấy. Chả hiểu. Mối nó đùn đây, đây này. Này cái gì mà nó cứ như thế này. Không hiểu tổ mối hay là tổ ống đất nữa, nhưng mà cũng không dám đụng. Mấy hôm nay là nó vẫn ở đây, nó vẫn nguyên lên này. Mấy anh em nó cứ thắc mắc mình mà cứ để nguyên tự nhiên nó đùn lên thì để nguyên nó chứ đừng có phá chọc nó. Có thể là mối, có thể là tổ ong đất. Tổ ong đất là nguy hiểm lắm, nó to thế này. Nên đi, nó to này thì ong đất thì nó rất là cực. Ấy, quay lên, lên lên lên, mày mà phá vây ong nó đang đốt thì chết. Đi lên chỉ được nhìn, nhưng mà khả năng là tổ mối chứ không phải là không phải tổ ong. Tổ ong nó phải có lỗ, ong nó phải bay ra. Còn này nó bọc kín, khi nào thế này có một cái loại gọi là cái gì nhỉ, ô linh, sâm ô linh. Sâm ô linh thường nó ở dưới tổ mối sâu, nằm sâu dưới lòng đất. Mình cứ để ở vườn mình, vườn mình vào cái thứ mình vào hệ thống. Đây là lớp thứ ba. Lớp đầu tiên là mình làm cái hàng kẽm gai ở ngoài, hàng kẽm gai ở ngoài. Sau đó mình bên trong mới nằm lều lán, anh em ở lều lán. Lớp thứ ba là lớp như này, lớp lưới B40. Trong lưới B40 thì nó bền theo thời gian. Đó, thằng rào B40 của mình phanh vườn. Hai cái con này vào đây mà đừng có đào bới lung tung của tao nhé. Đào bới lung tung của tao là không được đâu. Phải lấm. Đẹp phải lấm gì. Đấy, hàng rào. Rào chạy thẳng lên trên kia. Bên kia mình sẽ đúng ra là quay từ bên kia thì hay hơn. Quay từ đây. Hàng cây cổ thụ lại để nằm ngoài. Em kia nó phụ trách nha. Phụ trách cho quay. Cây gì trong cái cây vũ sữa đây kia. Vũ sữa đâu đây? Hôm nay nó mang từ thành phố về đây nó trồng cây vũ sữa này à? Giống quá. Mang bao giờ sao mình không biết nhỉ. Rừng cây nhiều đấy. Cái cây này, cây cổ thụ này cây to. Nhìn cái này thôi hai người ôm đấy. Hai người ôm đấy không đơn giản đâu. Cây này nhỏ hơn. Một số cây to mưa bão đứng cạnh nhà nó cũng ghê lắm. Cho thần xem cái chân mình có còn vắt hay còn gì không. Thế như mưa mùa này may là không có vắt, không có vắt nhưng cũng đỡ. Có vắt mệt lắm, mệt mỏi với chúng nó lắm. Mùa tầm 8-9 vắt ở đây thì không à, đi một tí là nó có ngay.
đỡ hơn. Nhìn thấy hàng rào của mình đẹp không? Ở đây thì nếu cái dọc này là cái dọc để lối đi bộ. Chỗ này có thể nghỉ, ngồi nghỉ dọc đường, đi thăm vườn có thể nghỉ dọc đường chỗ này, rất là tuyệt vời. Nhưng mà trước mắt là chưa có khái niệm cho ai thăm cả. Dưới kia cây cũng cây cổ thụ tít ở dưới. Bên đấy cũng là đất của mình. À, cây này. Cái cây này giống ở